xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của La Càng News sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật nghi công an chạy xe như bay tông vào ô tô con đầu đập vỡ cả kính mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video quay lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy quay bất ngờ chạy lên lề đường nhà dân sau đó cả xe và người tông sầm vào chiếc hatchback gia chủ đang đổ trước sân cú va chạm kinh hoàng khiến tài xế nhào người về phía trước đầu đập mạnh vào cửa kính của chiếc ô tô tạo một lỗ hỏng khá lớn nhưng may mắn người đàn ông có đội mũ bảo hiểm bảo vệ nên chỉ bị thương nhẹ còn chỗ va chạm giữa xe máy và ô tô con thì xuất hiện một chỗ lõm xe máy cũng bị bể mất một bên yếm cuối cùng người đàn ông ngã xuống đất dường như bị bất tỉnh sau cú va đập bất ngờ nguyên nhân vụ tai nạn được cư dân mạng đoán rằng người lái xe có lẽ đã say rượu hoặc cũng có thể do lo bấm điện thoại nên mới không để ý thấy ô tô phía trước bên cạnh đó dân tình cũng dựa vào chiếc quần xanh y hệt đồng phục công an mà người đàn ông mặc trên người để khẳng định rằng người trong video là một đồng chí công an nếu thật sự như những gì cộng đồng mạng phân tích thì người đàn ông tội càng thêm tội phải chịu hình phạt nặng hơn những người khác sau đây là một vài bình luận đáng chú ý ê tôi thấy chiếc quần xanh và đôi giày da Kỳ kỳ rồi á Chắc ông này ngủ gọt hay say rượu rồi Sửa một lúc hai chiếc xe Quá được ưu ái rồi còn gì Tài xế xe công nghệ dùng tài khoản ảo Chiếm đoạt 688 triệu đồng của B Group Sáng 29 tháng 9 Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang Ra quyết định khởi tố vụ án Và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thái Về hành vi sử dụng mạng máy tính Chiếm đoạt tài sản theo kết quả điều tra, Nguyễn Hữu Thái, 27 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, từng làm tài xế công nghệ công ty cổ phần B Group. Công ty này là đối tác vận chuyển của công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee Express. Lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa hai công ty, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, Thái nhờ bạn bè mở 8 tài khoản tài xế khác nhau. Sau đó, Thái tạo nhiều tài khoản bán hàng, mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử Shopee để đặt mua, giao và nhận các đơn hàng ảo. Bằng thủ đoạn trên, Thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của công ty B Group với số tiền trên 688 triệu đồng. Đến kỳ đối soát giữa B Group và Shopee, hành vi vi phạm của Thái bị phát hiện. Phủ bỏ thuốc sâu vào thức ăn của học sinh có thể bị xử lý về tội giết người. Như đã đưa tin, Thượng tá Bùi Văn Dũng, trưởng công an huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hà Thị Thi, 39 tuổi, trú xã Triền Bang, huyện Mai Sơn, nhân viên bếp ăn của trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh ở xã Triền Bang, để điều tra về hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Theo cơ quan chức năng, bà Hà Thị Thi là vợ của nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, nay đã chuyển sang làm phó hiệu trưởng ở một trường khác trên địa bàn huyện Mai Sơn tuy nhiên khi trường trung học phổ thông chu văn thịnh có hiệu trưởng mới bà thi không được giao phụ trách bếp ăn và nhà trường không nhập thực phẩm từ đơn vị cũ vì thế người phụ nữ đã cho thuốc trừ sâu vào thức ăn của học sinh phân tích về vụ việc này tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy lượng thuốc độc đó có thể làm chết người đối tượng thực hiện hành vi bỏ thuốc độc vào thức ăn nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì hành vi phạm mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự với nhiều tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có thể làm chết từ hai người trở lên, thực hiện hành vi có tính chất đê hèn. Trong trường hợp này, đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình trường hợp chưa gây ra hậu quả chết người thì hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù. Hơn 1.000 nhà dân vẫn bị ngập, cô lập do mưa lớn. Mưa lớn kèm dông lốc những ngày qua ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã làm 8 người chết và mất tích, 9 người bị thương. Hơn 1.000 nhà dân bị ngập, cô lập, gần 39.000 hecta lúa, hoa màu bị ngập, hư hại. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm lốc, xét xảy ra từ ngày 24 đến 28 tháng 9 năm 2023 đã gây thiệt hại như sau. Ba người chết, Quảng Trị một người do sát đánh, Thanh Hóa hai người do lũ cuốn trôi, một người mất tích, Thanh Hóa, tám người bị thương, Thừa Thiên Huế, 145 trên 1.860 nhà còn bị ngập ở Nghệ An, 927 nhà tại Nghệ An và 3 bản tại Quảng Bình bị cô lập, 9 nhà bị sập Nghệ An, 422 nhà bị hư hỏng, Thanh Hóa 59, Nghệ An 185, Quảng Trị 88, Thừa Thiên Huế 84. 2.945 ha lúa bị ngập hư hại, 5.757 ha hoa màu bị ngập hư hại và 2.519 ha cây trồng khác bị hư hại, 4.017 con gia súc gia cầm bị chết, Nghệ An, 1.065 ha ao hồ bị ngập, Nghệ An, 78 vị trí giao thông bị sạt lở với khối lượng 8.088 m khối tổng chiều dài 10.835 m sáu cầu giao thông hư hỏng, bảy cống hư hỏng, một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu trên sông Danh, Quảng Bình. Ngày 28 tháng 9 năm 2023, thủ tướng Chính phủ có công điện số 898 gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và các bộ ngành về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản số 849 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với tình hình mưa lũ. Thảm nhựa đường lúc trời mưa đã bóc lớp nhựa cũ thảm lại nhựa mới. Sáng ngày 29 tháng 9, bà Đoàn Thị Minh Thọ, giám đốc công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Bình Định cho biết đã cào bóc lớp nhựa đã thảm lúc trời mưa và thảm nhựa mới cho vị trí sửa chữa trên tuyến tránh quốc lộ 1 ở thị trấn Phù Mỹ. Trước đó ngày 24 tháng 9, trời đang đổ mưa lớn kéo dài, nước mưa động trên đường nhưng đơn vị thi công vẫn đổ nhựa nóng, lưu lèn để sửa chữa đường. Người dân hoài nghi việc sửa đường như vậy không đảm bảo chất lượng vì theo họ, độ kết dính của nhựa đường khi gặp mưa là không đảm bảo. Theo bà Thọ, vì hôm ngày 24 tháng 9, đường đã cào lên để sửa chữa, nhựa đường cũng đã trộn xong. Nếu gặp trời mưa thì đơn vị thi công vẫn buộc phải thảm nhựa và lưu lèn để đảm bảo an toàn giao thông. Khi hết mưa, trời nắng tráo, nhà thầu đã cào bóc lớp nhựa cũ để thảm nhựa mới. Việc thi công của chúng tôi đều có sự giám sát của chủ đầu tư, bà Thọ nói. Ông Vũ Mạnh Hà, giám đốc ban quản lý dự án 5, chủ đầu tư dự án cho hay, sau khi đơn vị thi công báo cáo ngày hôm nay thảm nhựa lại đoạn đường hôm trước gặp mưa, chúng tôi đã cử giám sát đến để theo dõi. Theo tìm hiểu, đây là dự án sửa chữa mặt đường một số tuyến đường tránh, thị trấn Phù Mỹ, thuộc quốc lộ 1. Dự án do Ban Quản lý Dự án 5, Cục Đường Bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, khu quản lý đường bộ số 3 là đơn vị cấp phép thi công. 8 người chết và mất tích do mưa lũ ở Bắc Bộ và miền Trung Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Trung Bộ và một số tỉnh Bắc Bộ đã có mưa rất to. Mưa lớn đã gây lũ trên thượng lưu, các dòng sông từ Thanh Hóa, Quảng Bình và một số tỉnh Bắc Bộ, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam gây ngập lụt vùng trũng thấp, ngập sâu, sạt lở, ách tắc tại một số điểm đường giao thông, ngầm tràn, thời điểm ngập lớn nhất từ 1 đến 1,5 mét. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai sáng ngày 29 tháng 9 cho biết, theo báo cáo nhanh của 7 tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 11 tỉnh Bắc Bộ, mưa lớn ngập lụt, sạt lở đã làm 8 người chết, mất tích. Sơn La 3, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 3, Quảng Trị 1, 504 nhà bị sập đổ, hư hại và nhiều công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại. Hiện các tỉnh đang tổ chức thống kê báo cáo. Trong đó, tỉnh Hòa Bình có một người chết do lũ cuốn trôi, Bùi Văn Nam sinh năm 1982, trú tại xóm Bưng 1, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, bị lũ cuốn trôi tại suối Bưng, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, từ ngày 27 tháng 9 năm 2023. Sơn La có 3 người chết, mất tích tại Bản Đung, xã Mường Lan, huyện Phù Yên, 2 người chết, 1 người mất tích. Tỉnh Thanh Hóa có 2 người chết, gồm cháu Lê Nhật Minh, 14 tuổi, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, đi chơi gần suối Đòn, bị trượt chân, té xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi ông Nguyễn Ngọc Trường sinh năm 1980, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, đi đánh cá trên sông bị lũ cuốn trôi. Một người mất tích là bà Lò Thị Thắng sinh năm 1978, xã Sơn Hà, huyện Quang Sơn, đi suối bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Tỉnh Quảng Trị có một người chết là ông Trần Khương Tiền sinh năm 1964, thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bị xét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển kẻ sát hại dã man chủ tiệm neo ở Kiên Giang lãnh án tử hình. Ngày 29 tháng 9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Thành Lượng, 32 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là P, sinh năm 1991, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, Lượng có tình cảm với chị P được khoảng một năm. Sau đó, P từ chối để đi lấy chồng, nên Lượng buồn, muốn giết chị. Trưa ngày 26 tháng 9 năm 2022, Lượng đến chợ mua hai con dao với mục đích gặp P để nối lại tình cảm. Nếu không được chấp nhận thì sẽ giết chị rồi từ từ. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Lượng mang dao đến tiệm neo của chị P rồi ở ngoài chờ. Đến khi vắng khách tiệm đóng cửa thì Lượng đi vào từ cửa sau và khóa trái cửa lại. Lượng đến nói chuyện và kêu P đừng bỏ mình. Nhưng chị nhất quyết chia tay. Tức giận, Lượng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Lượng lấy dao tự đâm vào người và cắt cổ mình để từ từ nhưng không thành. Sau đó gia đình P phát hiện nên đưa cả hai đi cấp cứu nhưng chị đã tử vong, còn lượng được cứu sống. Đoạn camera của tiệm neo ghi lại cảnh, hiện trường cho thấy chị P sau khi bị đâm nhiều nhát té xuống nhưng vẫn gượng dậy xin lượng tha mạng để nuôi con. Tuy nhiên, lượng vẫn đâm hơn 20 nhát dao vào khắp cơ thể nạn nhân. Ngay hội đồng xét xử tuyên tử hình bị cáo lược, nhiều người theo dõi bên ngoài phiên tòa đã vỗ tay, tỏ thái độ đồng tình. Vụ cháy chung cư mini, người sống sót đói mặt di chứng, trồng chót khó khăn. Sau thảm họa cháy chung cư mini ở ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, hiện nay nhiều người dân xung quanh đang cho các nạn nhân may mắn thoát nạn tá túc tạm thời tại nhà trước khi họ tìm được nơi ở mới. Theo ghi nhận, cuộc sống của các nạn nhân bước đầu ổn định, tuy nhiên còn rất nhiều điều phải lo lắng. Chẳng hạn như gia đình của chị Vũ Thị Lờ hiện đang ở nhờ tại một căn hộ gần ngách 29 trên 70 Khương Hạ. Trước kia chị L ở tầng 5 khu chung cư mini cùng với vợ chồng người chị ruột là bác sĩ N, 39 tuổi, công tác tại bệnh viện Bạch Mai. Sau khi vụ cháy xảy ra, cả gia đình may mắn không có ai tử vong, nhưng chị N bị ngộ độc khí CO nặng, phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Chị L cho biết hiện sức khỏe chị N đã tốt hơn, nhưng vẫn còn đó nỗi lo về các biến chứng nguy hiểm do ngộ độc khí CO. Loại khí độc này có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về hệ cơ, tim mạch, và thần kinh cho người bị ngộ độc có thể gây ra các bệnh như viêm cơ tim hoại tử cơ tim suy tim bên cạnh đó khoản viện phí của chị n cũng là một nỗi lo lớn anh vũ văn đê em trai của chị n và chị l cho hay nếu không được hỗ trợ gia đình rất khó có thể lo được chi phí điều trị cho chị n mặt khác chị l cũng đang phải đối mặt với sự ám ảnh về tinh thần bây giờ cứ ngửi thấy mùi khói là chị l lại thấy khó thở lo sợ tưởng như sắp có cháy còn anh đây, mỗi khi nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm là anh lại giật mình rồi bị mất ngủ. Ngoài ra, nhiều gia đình nạn nhân sau vụ cháy chung cư mini còn đang gặp khó khăn với vấn đề nhà ở trong tương lai. Nơi ở tạm của chúng tôi hiện giờ cũng không khác căn chung cư mini trước đây là mấy. Chúng tôi không muốn phải ăn nhờ ở đậu người ta. Hai ước nguyện lớn nhất của gia đình hiện giờ là chị tôi sẽ vượt qua các biến chứng nguy hiểm và chúng tôi sẽ tìm được chỗ ở mới sớm nhất có thể, chị L bày tỏ. Theo tổ trưởng tổ dân phố số 20 Khương Hạ, nơi xảy ra vụ cháy, vì sự việc đau buồn mới vừa diễn ra nên năm nay tổ dân phố không tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi. Tuy nhiên, tổ dân phố đã tới từng nhà để tặng quà trung thu cho các cháu, trong đó có cả những cháu là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini. Bắt nghi can sát hại người thu mua điện thoại cũ ở Đồng Nai. Ngày 29 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa đã bắt được nghi can gây ra vụ án mạng khiến ông B, 52 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú phường Trảng Dài, tử vong. Nghi can là Nguyễn Viết Tuấn, 47 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Theo đó, sau hơn 12 giờ gây án tại phường Trảng Dài, lực lượng công an đã bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Long Bình. Lực lượng công an đã đưa nghi can về trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Bước đầu Tuấn khai nhận là nghi can gây ra vụ việc nói trên. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc mâu thuẫn khi mua bán điện thoại. Trước đó, sáng 29 tháng 9, ông B chạy xe máy ở con hẻm thuộc phường Trảng dài thành phố Biên Hòa, bất ngờ loạn chọn tay lái tông vào tường, gục bên đường. Trên người ông B có nhiều vết đâm, mất nhiều máu rồi tử vong. Giữa ông B và người đàn ông khác chưa rõ lai lịch có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, ông B bị đâm vào người thương tích rồi tử vong còn nghi can sau khi gây án nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đằng sau câu chuyện ông lớn Bemin rút khỏi thị trường Việt Nam, Delivery Hero đã xác nhận với Dear Street Asia về việc thay đổi chiến lược hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Quyết định này có thể khiến mô hình của ông lớn giao đồ ăn nhanh tại Việt Nam sụt giảm. Sự thay đổi này sẽ làm giảm một lượng lớn nhân sự của chúng tôi. Nhưng quyết định chiến lược này hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược của tập đoàn và giúp chúng tôi nhằm nâng cao cơ cấu tổ chức đại diện của Delivery Hero chia sẻ với Geo stress asean mục tiêu của chúng tôi là tinh gọn và tối ưu hóa bộ máy nhằm nâng cao lợi nhuận và phát triển bền vững trong dài hạn minh việt nam cũng đã xác nhận việc cắt giảm nhân sự theo Deal Street Asia, một nửa lực lượng nhân sự ở Việt Nam đã bị sa thải, động thái này diễn ra ngay sau khi Jin Woo Song, giám đốc điều hành Bain Việt Nam rời khỏi công ty và bà Cao Thị Ngọc Loan, giám đốc tài chính được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tạm thời. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Statista, Bain nắm giữ 12% thị phần vào năm 2012 thấp hơn đáng kể so với mức 45% của Grab và 41% của Shopee Food. Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu công nghệ Momentum Works, Grab là công ty dẫn đầu thị trường giao đồ ăn ở Đông Nam Á, nắm giữ 54% tổng giá trị hàng hóa của khu vực trong năm 2022, trong khi Food Panda chiếm 19% và Gojek 12%. Khám sức khỏe định kỳ người lái xe máy trong nghị quyết 135 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2023, Chính phủ cũng yêu cầu giả soát các thủ tục hành chính đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện và thực tế thu nhập của người dân như khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe bao gồm cả mô tô, xe máy. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nếu dự thảo quy định chung cả người lái mô tô, xe máy, như vậy sẽ có hàng chục triệu người chịu sự điều chỉnh này nên cần nghiên cứu, đánh giá tác động. Nếu có quy định với người lái xe máy nên nghiên cứu nam giới đến tuổi 65, nữ đến tuổi 60 có thể kiểm tra sức khỏe và quy định mốc thời gian tái khám. Còn ông Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc nhà xuất bản giao thông vận tải cho rằng quy định này nếu có sẽ khó khả thi. Hiện quy định chỉ yêu cầu về giấy khám sức khỏe của tài xế xe mô tô, xe máy khi thi bằng lái hoặc nâng hạng bằng lái, với số lượng xe máy khổng lồ hiện nay thì việc thực hiện sẽ như thế nào? 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm và cơ quan đơn vị nào sẽ thực hiện giám sát? Nếu không có kiểm soát giám sát và thuyết phục được người dân về ý nghĩa, hiệu quả của việc này thì rất khó chưa kể có thể tái diễn tình trạng mua bàn giấy khám sức khỏe như báo chí từng phản ánh và dẫn đến việc thu nhập dữ liệu sức khỏe của người lái xe không chính xác gây tốn kém thêm chi phí cho người dân xã hội ông thủy nhìn nhận từ đó ông thủy cho rằng chỉ nên giữ quy định như hiện nay và bổ sung yêu cầu tài xế xe máy phải đảm bảo sức khỏe của mình theo đúng yêu cầu của ngành y tế trường hợp để xảy ra tai nạn nếu do lỗi về sức khỏe không đảm bảo thì người đó phải chịu trách nhiệm bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo